Anh hùng cái thế. Thi phẩm được sáng tác bởi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nguyên tác tiếng Âu Lạc, tiếng Việt, tặng hai nhà lãnh đạo cái thế của Đại Hàn. Ngày 1 tháng 6 năm 2018. Giữa giông bão chừng trời nghiêng đất ngã, đôi thần long tung gió chấn phong ba, chung tay nhau hàn gắn lại san hà, lời thủ túc chân tình an bốn bể. Hỡi anh hùng cái thế, người đến từ Phạm Thiên, hay cõi trời đao lợi, mang cho đời bình yên. Này anh hùng siêu việt, tay chẳng lòa giáo gươm, lời không gầm súng đạn, sao danh lừng mười phương. Vì chúng sinh khổ nạn, hay vì lòng xót thương, bao kiếp đời hỗn loạn, giáng phàm bình tai ương. Trần gian là bể thảm, dồn dập sóng oan cừu, sao người lìa tiên cảnh, bỏ cõi trời vô ưu. Phải chăng là Bồ Tát nghiêm thể ẩn hào quang, linh thần kinh quỷ chúa, nội lực khiếp ma hoàng, nhân sinh cười rạng rỡ, thiên địa tràn hương hoa, lành thay đời an lạc, đẹp thay mối giao hòa. Có người thường cởi mộng, vân hành miền trăng sao, nhìn xuống đời rực sáng, mừng đại pháp nhiệm màu.